Xin chào tất cả các bác, chào tất cả mọi người. Chào mừng các bác và mọi người quay trở lại với kênh YouTube Trang Trang TV và tôi là Hoàng Dôn. Bây giờ thì đang là 5 giờ sáng của ngày 8 tháng 4 năm 2022. Vào lúc 5 giờ sáng thì tôi hay chia sẻ với các bác những câu chuyện, có thể nói rằng là những góc nhìn của tôi. Thì trong 5 giờ sáng ngày hôm nay, tôi xin chia sẻ với các bác thế này. Chúng ta nhìn về công tác tuyên giáo, chúng ta nhìn về báo Nhân dân, cơ quan ngôn luận của Đảng, và chúng ta nhìn về một con người nữa. Chúng ta không thể nào chúng ta không nhìn nhận được những cái sự thay đổi tích cực như thế này được. Bởi vì vừa rồi báo cáo với các bác, Trung ương Đảng cũng đã nói rất rõ trong hội nghị Diên Hồng, chúng ta còn phải tuyên dương cả những người gọi là người tốt việc tốt nữa. Đó. Chứ không phải chỉ nói tiêu cực không, nhưng mà tuyên dương cả những cái điểm sáng ở trong đó nữa. Thì ở đây tôi xin chia sẻ với các bác thế này. Để nói về công tác tuyên giáo thì xin thưa với các bác, xin thưa mọi người, một trong những cái điểm sáng nhất hiện nay đó chính là báo Nhân dân. Có thể nói rằng là trong một thời gian rất ngắn thì báo Nhân dân đã có một cái bước chuyển mình vô cùng ngoạn mục. Vô cùng ngoạn mục. Và như trước đây chúng tôi hay ngồi, kể cả một số người anh em của tôi cũng kể lại rằng là có ngồi những vị quan chức cấp cao nhất của báo Nhân dân cũ, hay là báo Cộng sản, hay là một số người một số tờ báo thuộc mà chúng ta gọi rằng là thuộc về ban tuyên giáo, thì có nói rằng là đến những cái bài viết của các anh mà các anh còn không đọc thì làm sao người dân người ta đọc được. Có nghĩa rằng ở đâu đó có một cái sự xa rời thực tế, đúng không ạ? Và người ta không đọc báo đó nữa. Thế nhưng ấy, trong những ngày gần đây, khi mà báo Nhân dân phanh phui rất nhiều vụ liên quan tới một loạt những cái nhân vật, có thể nói rằng là trước đây truyền thông, kể cả tư nhân và kể cả những cái tờ báo bình thường không dám động, thì bây giờ báo Nhân dân lại đi đầu trong việc đó. Chúng ta chỉ nhìn qua cái vụ Việt Á thì các bác có thể thấy rằng là một series gọi rằng là những nhận diện, chúng ta có thể nhìn đây ở trên kênh YouTube của bên báo Nhân dân, đúng không ạ? Chúng ta thấy rằng là một series đó, những nhận diện, đây là nhận diện là số 1, ai đã thông quan cho test kit Việt hóa để gây họa, một phóng sự của truyền hình Nhân dân. Rồi số 2, một liên minh ma quỷ, những cá lớn nào đứng sau công ty Việt Á. Và nhận diện số 3, nhổ sạch cỏ dại ngành y tế, ngăn chặn những biến thể Việt Á. Và nhận diện số 4, test kit Việt Á chui từ đâu ra, rất nhiều. Các bác có thể thì nhìn thấy thế này, đây là trên kênh YouTube thôi, và tất cả những cái bài này đều rất là đầu tư công phu, gọi là đầu tư rất công phu và đạt được cái số lượng view cực lớn. Ví dụ như là cái nhận diện số 2 đạt tới gần 1 triệu, và toàn là vài trăm nghìn đến 1 triệu lượt xem cả đó. Chúng ta nhìn thấy điều đó chứ, nhìn thấy chưa? Rồi chúng ta nhìn sang trang chủ của báo Nhân dân, các bác có thể nhìn thấy thế này. Đó. Các bác có thể nhìn thấy thế này. Ở đây vì một Việt Nam hùng cường có rất nhiều bài. Các bác có thể nhìn thấy từ trái qua phải nhé. Nâng cao năng lực chủ thể trong xây dựng pháp luật, tăng cường chỉnh đốn Đảng trong tình hình mới, xây dựng văn hóa từ chức nên bắt đầu từ đâu, chống virus trì trệ trong đội ngũ cán bộ, vân vân. Để chính quyền được gần dân, cần có chiến lược nâng cao chất lượng trong nguồn nhân lực, vân vân. Có nghĩa rằng là rồi lấy hiệu quả công việc làm thước đo cho cán bộ. Có nghĩa rằng á, chúng ta nhìn thấy cái câu chuyện rằng báo Nhân dân đã có một sự thay đổi rất lớn, và những bài viết, những chủ đề đã rất thực tiễn, rất thực tế. Có đúng không ạ? Chúng ta phải nhìn nhận thực tế vào đó. Từ vụ Việt Á rồi một loạt liên quan đến trái phiếu, ma trận trái phiếu, thì các bác có thể thấy rằng là báo Nhân dân đưa đầu trong cái việc này. Không biết rằng là có sự thay đổi cực kỳ lớn. Và anh em báo chí, tôi có quen nhiều anh em báo chí đó, và họ nói chuyện với nhau, họ nói rằng là báo Nhân dân gần như là lột xác. Họ dùng cái từ lột xác. Nhưng tôi lại không nghĩ vậy. Tôi lại nghĩ khác. Tôi lại nghĩ thế này. Báo Nhân dân đã trở về đúng cái bản chất vốn có là báo Nhân dân. Có những lúc đôi khi đi xa rời thực tế, nhưng khi đã trở về thì đúng là bản chất
của Báo Nhân Dân. Báo Nhân Dân thì các bác có thể nhìn thấy đó là cơ quan ngôn luận của Đảng, ghi rất rõ, đúng không? Ghi rất rõ luôn. Đó. Tiếng nói của Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam, đó là câu của truyền hình Nhân dân. Vậy thì đúng ở chỗ nào thì xin thưa với các bác rằng là tôi có hay nói với cả anh em tuyên giáo, có nói câu thế này, mặc dù anh em tuyên giáo nhiều người không thích tôi, đặc biệt là các vị lãnh đạo, một số người. Ví dụ như anh Bùi Trường Giang chẳng hạn. Thế thì anh Bùi Trường Giang thì không làm tuyên giáo nữa rồi. Nha. Nhưng mà tôi xin chia sẻ với bác thế này. Chúng ta không cần phải học làm tuyên giáo ở đâu cả. Không cần học làm tuyên truyền ở đâu cả. Bởi vì những cái điều đó, những cái điều cơ bản nhất, những cái tôn chỉ cơ bản nhất thì Bác Hồ đã dạy rồi. Bác Hồ đã chỉ dẫn từ ngày xưa rồi. Và chúng ta không cần phải tìm ra cái mới, phát kiến cái mới. Chúng ta chỉ cần trở lại, quay lại bản chất vốn có của tuyên giáo. Ngày xưa đâu có mạng xã hội. Ngày xưa đâu có gọi rằng là những công cụ tuyên truyền như hiện nay. Ngày xưa chỉ một vài cái mảnh giấy viết, chỉ một vài phát biểu của một cán bộ tại một ngôi làng là lập tức rằng là mọi người ủng hộ một cách nhiệt liệt. Thế thì lý do tại sao? Thì đơn giản thôi. Lý do chính là những tiếng nói của sự thật, những tiếng nói của nguyện vọng thì lúc đó huy động được phần lớn cái sức lực của người dân và được một cả một cộng đồng đi theo, người dân đi theo. Bởi vì đúng với nguyện vọng của họ, đúng với sự thật mà họ đang cần, đúng những cái thứ mà họ đang thiếu thì đương nhiên rằng là họ đi theo thôi. Còn bây giờ các bác thì thấy rằng là nói toàn, nói hoa, nói xếp rửa vân vân thì làm sao mà người dân nghe được. Cho nên bây giờ Báo Nhân Dân như một chỗ ví dụ của tôi vừa rồi chia sẻ các bác đấy. Từ một series nhận diện 4-5 số của Việt Á, rất gay gắt, rất trực diện và đúng sự thật, đúng những suy nghĩ của người dân. Cho nên lượt view rất cao. Lượt view rất cao. Các bác nào có thể nhìn thấy điều đó. Rồi chúng ta có thể vào trang chủ của truyền hình Nhân Dân và Nhân Dân thì chúng ta thấy rằng là một loạt bài viết rất đúng sự thật, rất đúng cái mà người dân đang cần. Thì đó là cái mà các bác có thể thấy rằng là chúng ta nhìn vào đây chúng ta rất rõ ràng được nhiều điều, đúng không? Và đặc biệt ở trên kênh YouTube của Báo Nhân Dân, các bác có thể thấy rằng là với những bài viết như vậy, đúng sự thật như vậy thì đâu có cần phải ẩn comment. Các bác có thể thấy này, ví dụ như bài số 2, một liên minh ma quỷ cá lớn nào đứng sau công ty Việt Á, thì các bác có thể thấy rằng là có tới bao nhiêu comment ở đây. Có tới, xin thưa với các bác rằng là có tới 1676 bình luận nha các bác. Đó. 1676 bình luận. Đó. Và chúng ta nhìn thấy chứ. Tất cả mọi người đều nhìn thấy. Đúng không? Không cần phải ẩn comment đi về đó để được comment đồng tình. Người dân rất đồng tình. Vậy thì tuyên giáo chỉ cần thực hiện đúng cái lời của Bác Hồ. Đó là tôn chỉ sự thật. Bởi vì Bác Hồ đã dặn rất kỹ rồi. Xin thưa với các bác. Tôi chứng minh cho anh em tuyên giáo ở đây, những người nào mà đọc những cái này, anh em an ninh mà theo dõi kênh trên trang TV ấy, cũng đọc những cái điều này, cũng nghe tôi nói, thì các anh chỉ cần nhớ lại một cái điều thế này thôi. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dặn thế nào về tôn chỉ của ngành người tôn giáo? Chỉ những lời như thế này này. Đây là trích trên hẳn một cái trang tuyên giáo nha các bác. Tôi phải để lộ ra cái đường link, không các anh chị lại kêu. Đây trên góc trên cùng là đường link đấy. Ở trên tuyên giáo.bacgiang.gov.vn thì ở đây có nói rất rõ này. Sau khi cách mạng thành công thì Bác đã căn dặn đội viên tuyên truyền xung quanh là phải biết rõ mục đích tuyên truyền của mình, phải biết chịu kham khổ, phải biết nhẫn nại và chớ có lên mặt đặc quan cách mạng. Rồi Bác lại căn dặn rằng là tuyên truyền anh em nên chú ý điều này nữa, đó là bao giờ ta cũng tôn trọng sự thực. Đây nhé, tôn trọng sự thực. Các bác này nhìn thấy cái dòng tôi bôi đen ở đây không? Đó, chúng ta nhìn giữ là tôn trọng sự thật này, phải tôn trọng sự thật. Đúng không ạ? Bởi vì nó có nói thật, nói thực thì người ta mới nghe. Chứ còn nói những lời giả dối hoặc rằng là nói lảng, nói tránh những cái vấn đề quan trọng thì ai nghe? Chúng ta đều hiểu rất rõ ràng điều đó. Cho nên trực diện vấn đề ở đây là anh em tuyên giáo, là tôi nghĩ rằng là chúng ta chưa rõ cái điều này.
chúng ta có vẻ như vẫn đang lẩn tránh, và chúng ta đang xa rời, có thể nói rằng là đang xa rời một số người nhé, một số người đang xa rời những cái gì Bác Hồ dạy, mà đã xa rời những cái gì Bác Hồ dạy là không đúng nữa rồi, đó, không đúng nữa rồi. Cho nên tự xem xét lại chính mình, tự kiểm điểm lại chính mình. Chúng ta đã có cái phong trào gọi rằng là phê và tự phê, thì chúng ta cũng phải tự kiểm điểm lại chính mình trong cái việc này. Với những anh em mà có tính quy chụp hay gì đó, hoặc là người ta nói sự thật thì lại bảo đó là không phải là sự thật, thì hãy xem lại. Bộ Thông tin và Truyền thông, bộ 4T cũng hiểu rõ cái điều đó. Và chúng ta cũng phải tuyên dương những con người có thể nói, có thể nói rằng là, xin chia sẻ với các bác phải nhìn lên màn hình. Đây chính là nhà báo Lê Quốc Minh tạo ra một cái sự thay đổi rất lớn của báo Nhân dân. Và chúng ta hiểu con người này như thế nào thì tôi xin chia sẻ với các bác những cái tiểu sử, và để hiểu được anh Lê Quốc Minh, anh đã có một sự thay đổi rất lớn ra làm sao. Anh Lê Quốc Minh thì sinh ngày 1 tháng 12 năm 1969, thì là một phóng viên, nhà báo và chính trị gia Việt Nam. Ông hiện là Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 13, Phó trưởng Ban tuyên giáo Trung ương, Tổng biên tập báo Nhân dân, Ủy viên Ban chấp hành Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương khóa 13, Ủy viên Ban thường vụ, Bí thư Đảng ủy báo Nhân dân, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, và ông nguyên là Bí thư Đảng ủy và Phó tổng giám đốc của Thông tấn xã Việt Nam, Tổng biên tập của báo Việt Nam Plus. Ông Lê Quốc Minh thì là đảng viên Đảng Cộng sản, nhà báo với học vị cử nhân ngoại ngữ v.v. thì xuất thân vào giáo dục thế này. Ông Lê Quốc Minh thì sinh ngày v.v. nhé, 1-2. Theo học phổ thông tại nghĩa là tại Hà Nội, sinh ngày 1 tháng 12 năm 1969 tại Hà Nội, với nguyên quán là tại xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An, của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Ông theo học phổ thông tại thủ đô và nhập học chuyên ngành ngôn ngữ Anh, tức là Anh ngữ, tại Trường Đại học Sư phạm Ngoại ngữ Hà Nội. Trường là tiền thân của Trường Đại học Ngoại ngữ Đại học Quốc gia Hà Nội và được thành lập sáp nhập từ năm 1993 cho tới nay. Năm 1990 thì ông tốt nghiệp Đại học Sư phạm Ngoại ngữ. Sau đó ông vừa công tác vừa tiếp tục dành thời gian học tập. Ông theo học ngành báo chí tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Đại học Quốc gia Hà Nội và tốt nghiệp trường này năm 1995. Giai đoạn 2015-2017 thì ông tham gia nghiên cứu sinh tại Đại học Stirling của Scotland. Trong quá trình hoạt động đảng và nhà nước thì ông theo học các khóa tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và nhận bằng cao cấp tính lụy lý luận chính trị. Ông Lê Quốc Minh thì được kết nạp Đảng Cộng sản Việt Nam vào ngày 29 tháng 5 năm 2002 và trở thành đảng viên chính thức vào ngày 29 tháng 5 năm 2003. Như vậy, với so rất nhiều người thì ông Lê Quốc Minh là người vào đảng rất muộn. Nếu tính vào năm 1969 khi sinh ra thì đến khi tốt nghiệp đại học là năm 1990 thì xin thưa với các bác rằng là 15 năm, nghĩa là 10 gọi rằng là 13 năm sau khi mà 13 năm sau khi mà tốt nghiệp đại học công tác thì mới được kết nạp vào đảng. Nghe các bác. Và lúc đó thì ông cũng đã 33 tuổi rồi, và nếu có tính chính thức thì là 34 tuổi rồi. Ông Lê Quốc Minh thì bắt đầu hoạt động báo chí và vào thập niên 1990 ở vị trí ban biên tập vân vân. Cái chỗ này thì tôi cũng không muốn nói nhiều nữa nha các bác nhé. Đây là những cái thành tích, và chúng ta chỉ nói về cái thời kỳ từ báo Nhân dân và một số quan điểm và công tác. Thì tất cả ở đây có những cái nguồn thì tôi cũng đã xem những cái nguồn này. Vào ngày 29 tháng 4 năm 2021 thì Bộ Chính trị ra quyết định điều chuyển công tác và bổ nhiệm ông Lê Quốc Minh giữ chức Tổng biên tập báo Nhân dân, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Việt Nam, trực thuộc Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và kế nhiệm cho nhà báo Thuận Hữu. Ông chính thức nhậm chức Tổng biên tập báo Nhân dân trong hội nghị triển khai nhân sự của Trung ương Đảng vào ngày 20 tháng 5 năm 2021, tức là năm mới năm ngoái đấy. Ngày 19 tháng 7 năm 2021 thì Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương quyết định là chỉ định ông tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy báo Nhân dân Việt Nam, báo Nhân dân nhiệm kỳ 2020-2025. Sau đó, ngày 21 tháng 7
thì Bộ Chính trị khóa 13 đã phân công ông kiêm nhiệm chức vụ Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam, Bí thư Đảng đoàn Hội Nhà báo Việt Nam, tức các vị trí lãnh đạo báo chí Việt Nam. Ngày 26 tháng 10 thì Ban chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam đã họp và bỏ phiếu ông bầu ông làm ủy viên Ban chấp hành, ủy viên Ban thường vụ, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam. Sau đó, ông tiếp tục tái đắc cử là Chủ tịch Hội Nhà báo khóa 11, nhiệm kỳ 2020-2025, từ ngày 31 tháng 12 năm 2021. Và trong vai trò lãnh đạo của Báo Nhân dân, thì ông Lê Quốc Minh đã đặt ra định hướng hoạt động phát triển của cơ quan là đổi mới, phát triển theo mô hình cơ quan, báo chí, công nghệ với các phương thức cụ thể là hiện diện trên các nền tảng số, báo chí hiện đại và mô hình báo chí công nghệ. Ngay trong giai đoạn 2021-2022 thì Báo Nhân dân đã mở rộng hoạt động trên nhiều nền tảng số, mạng xã hội và phát chương trình podcast, thay đổi trình bày về hình thức với mục tiêu để giúp người đọc dễ tiếp thu, sử dụng long form, imagine để mở chuyên trang, để tăng tần suất sản xuất báo. Và ở đây ông đã nói thế này, tại hội nghị triển khai công tác năm 2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông, ông đã nói thế này: nơi nào có nhân dân thì nơi đó phải có báo nhân dân. Và sự thay đổi này đã có từ năm 2021 và rất nhanh chúng ta đã thấy được rất nhiều bài viết có chất lượng cực cao của Báo Nhân dân. Và một số quan điểm công tác của ông nói thế này: nhà báo Lê Quốc Minh trong suốt những năm hoạt động trong lĩnh vực báo chí thì đã đưa ra những quan điểm về tình thế, mục tiêu trong mục đích báo chí. Ông khẳng định mục đích của báo chí là tinh thần xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn. Lãnh đạo các cơ quan báo chí phải quyết định chờ đợi và quan sát tương lai hình thành hoặc tích cực tham gia ngay từ bây giờ. Bên cạnh đó thì ông cho rằng báo chí mang trách nhiệm xã hội, trong đó đặc biệt là việc chống tin giả, tức là fake news. Ông đã viết các tham luận, phát biểu, nêu quan điểm trên các hội nghị truyền thông của báo chí Việt Nam. Ngày 13 tháng 6 năm 2018, tại truyền thông mạng xã hội, thì ông Lê Quốc Minh đã phát biểu rằng: nhưng thực tế, chúng ta đang sống trong một thế giới gọi là dễ hoang mang khi đọc nhầm tin giả. Tiêu biểu là tin một bộ trưởng Pakistan đe dọa sử dụng vũ khí hạt nhân với Israel. Tin giả ấy thực tế đã suýt gây ra cái khủng hoảng ngoại giao giữa Nga và Đức. Tin giả không chỉ bóp méo thông tin theo kiểu vô thưởng vô phạt, nó cũng không chỉ là câu chuyện cắt dán tin tức bừa bãi để kiếm tiền quảng cáo. Fake news đang làm gia tăng cái tình trạng nhục mạ các cá nhân, làm cho doanh nghiệp tổ chức lao đao khốn khổ, thậm chí còn được lợi dụng vào các âm mưu chính trị và làm rối loạn xã hội. Bên cạnh đó, tại hội nghị truyền thông như thế này, là chúng ta có thể thấy được rằng tư tưởng của nhà báo Lê Quốc Minh rất rõ ràng, đó là sự thật. Đó là báo chí, truyền thông thì phải là sự thật. Các nhà báo đừng giận, nhưng mà tối qua tôi có chia sẻ thế này về một số cái bài báo mà viết về một số cái sự kiện không đúng. Thì tôi có nói thế này, báo chí thì có nhiều, nhưng mà tôi nói thật với các bác rằng là số lượng người mà tôi chơi trong giới báo chí cũng không nhiều. Không nhiều. Và kể cả anh em báo chí người nói chuyện với nhau thì có nói một câu rằng là, hay trêu nhau rằng là nếu con mình lớn lên nó không làm được nghề gì thì cho nó đi làm báo. Nói thế để các anh chị thấy rằng là chúng ta phải trân trọng sự thật. Đã là sự thật thì ngay cả cái mạng mình cũng không thể thay đổi nó khác đi được. Thế cho nên chúng ta phải dũng cảm với sự thật. Đấy là cái mà đầu tiên là. Cái thứ hai nữa, chúng ta phải đấu tranh với cả một loạt các tin giả. Bởi vì chúng ta không thể nào chấp nhận cho các tin giả nó len lỏi trong đời sống. Và trước mỗi một cái tin tức, một cái sự kiện thì cần có sự nhìn nhận đa chiều. Nhiều bác có nói chuyện với tôi rằng là tin tôi là một trong những kênh YouTube tin tức chính, gọi rằng là kênh YouTube mà có cái số lượng tin chuẩn xác nhất. Thì báo cáo với các bác rằng là chúng tôi rất vất vả để mà xác minh từng cái thông tin và thậm chí đánh giá cái hàm lượng sự thật của nó theo chỉ số. Thế cho nên ấy, khi tôi đã đưa tin thì đó là cái sự cân nhắc rất kỹ. Giữa đúng và nhanh thì cả hai là tốt nhất, đúng và nhanh. Nhưng để ưu tiên chọn một trong hai thì đúng là phải trước, nghĩa là ưu tiên sự thật trước chứ không phải là nhanh.
nhiều anh chị nhà báo là bắt chen ấy, là nhanh tay nhanh nhọc lắm. Xin chia sẻ với bác thật sự là như thế. Và trong cái câu chuyện về buổi sáng này, về tuyên giáo và nhà báo, thì chúng ta thấy rằng là chúng ta rất cần nhà báo tôn trọng sự thật, bởi vì chỉ có sự thật thì mới gần được. Tại sao báo Nhân Dân bây giờ được rất nhiều độc giả, một số lượng có thể nói rằng là đột biến, thì xin báo cáo với các bác rằng là nó có lý do của nó. Đó chính là nhà báo Lê Quốc Minh. Các bác có thể lên báo Nhân Dân đọc, rất thú vị, gần như là rất khác. Báo cáo bác như vậy. Tôi hay đọc báo Nhân Dân, bây giờ tôi hay đọc báo, còn trước đó thì tôi thừa nhận tôi không. Đúng thì mình phải ca ngợi thôi, đúng không? Đó. Và tôi cũng mong rằng các anh chị tuyên giáo, nhiều người, lúc nào tôi sẽ chia sẻ bật mí một vài cái. Các anh chị tuyên giáo hãy học tập điều đó, và bác Hồ đã dặn rồi, đó là cái sự thật, không gì giấu được sự thật đâu. Có những cái điểm sáng rất lặng lẽ như vậy, nhưng mà chúng ta phải thật tinh tế để chúng ta nhận ra. Đây các bác. Và tôi hy vọng rằng rất nhiều tờ báo đảng sẽ có một cái sự đổi mới toàn diện ở trong thời gian tới. Cảm ơn tất cả các bác, cảm ơn tất cả mọi người. Chúc các bác một buổi sáng tốt lành.